Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin buổi sáng của Cali Today. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày đầu tuần 4 tây tháng 10 năm 2021. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Ở bộ Đào Nha, hầu như không còn ai cần phải tiêm chủng. Thay vì chỉ tiêm vaccine, những người anti-vaxxer lại đang uống thuốc sát trùng iodine. Viên uống COVID-19 của Mac là một tin tuyệt vời, nhưng có thể không phải là người thay đổi cuộc chơi. Liệu đảng Dân Chủ có thể biến đổi nước Mỹ tốt hơn về lần bỏ phiếu này hay không? Quốc hội Nhật Bản bầu ông Fumio Kishida làm tân thủ tướng. Đảng Cộng hòa Texas vừa thông qua một loạt các dự luật cực đoan. Bây giờ họ sẽ dùng thế trận Jerry Mandarin để tiếp tục nắm quyền rò rỉ hồ sơ Vandora, phanh phui tài sản và giao dịch bí mật của hàng trăm yếu nhân trên toàn thế giới. Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc tự nhận có sức mạnh siêu nhiên, IQ 430. Và bài bình luận chánh trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề, Đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị cho một cuộc nội chiến. Kính thưa quý khán thính giả, cách đây 8 tháng, Đầu năm 2021, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Bồ Đào Nha đang trên bờ vực sụp đổ. Các bệnh viện ở thủ đô Lisbon tràn ngập bệnh nhân COVID-19 và chính quyền yêu cầu người dân tự điều trị tại nhà. Nhưng bây giờ, thưa quý vị, chỉ sau 8 tháng, nước Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về tiêm chủng với khoảng 86% dân số họ có 10,3 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ và họ đã đạt được đến mức miễn dịch cộng đồng. Cuối tuần vừa qua, Bồ Đào Nha đã chấm dứt gần như tất cả các hạn chế coronavirus của mình và số ca mắc mới đã giảm mạnh xuống còn dưới 500 ca mỗi ngày và rất ít ca tử vong. Khi các quán bar và các câu lạc bộ đêm nhộn nhịp với cuộc sống quay trở lại, thì mức lây nhiễm giảm dần và tử vong giảm mạnh chiến dịch tiêm chủng của đất nước này đã thành công. Đây chính là câu trả lời rõ nét nhất cho những thành phần cánh hữu cực đoan trong nước của họ, luôn chống vaccine, luôn chống đeo khẩu trang. Và một quốc gia khác ở Bắc Âu, đó là đất nước Đan Mạch, cũng đạt được tỷ lệ chích vaccine trong cả nước cao đến lên hơn 75%. Và họ cũng đạt được miễn dịch cộng đồng và cũng đã gỡ bỏ những hạn chế đưa cuộc sống bình thường trở lại với người dân. Còn tại Hoa Kỳ, chính thức thì chúng ta chỉ có khoảng 56,2%. Người dân tương đương với khoảng 185 triệu người đã chích đầy đủ hai mũi. Chính vì thế nên việc đạt được miễn dịch cộng đồng đối với nước Mỹ hầu như là một chuyện xa vời. Kính thưa quý khán thính giả, với một số người mà người ta gọi là anti-vaxxer, có nghĩa là chống đeo khẩu trang, chống chích vaccine đây là trong cái nhóm người này đó thì bây giờ họ đang lan truyền với nhau với một cái sức công hiệu của một cái loại thuốc mà người ta gọi là uống cái thuốc mà betadine có thể bao gồm nó từ đau dạ dày nó khiến cho người ta phải bị như vậy đó là cháy bỏng cái cái đường tiêu hóa của mình đối với một con người bình thường đây là một phương pháp điều trị được cái thuyết âm mưu nó đưa ra để mà chống vaccine. Và đầu tiên, đó là từ những lời kêu gọi của Trump, kêu gọi người ủng hộ uống thuốc kỳ ninh chống sốt rét, hydroxychloroquine. Rồi sau đó là ivermectin. Đó là một loại thuốc uống được sử dụng để điều trị nhiễm ký sinh trùng ở người. Khi mà bị ghẻ, cháy, rận, dung đũa và dung chỉ bạch huyết. Còn trong thú y thì loại thuốc ivermectin được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị bệnh dung sáng và mới đây nhất thì những anti -vaccine chống vaccine tại Mỹ kính thưa quý vị họ đang bàn với nhau rằng loại thuốc nước khử trùng vết thương betadine được họ uống hay là súc miệng vì họ nghĩ rằng có thể sẽ ngăn ngừa được Covid-19 mà không cần phải tiêm chủng betadine kính thưa quý vị đó là tên một thương hiệu của bovidone iodine một chất lỏng màu hổ phách thường được bán dưới dạng dung dịch 10%, như một chất khử trùng để làm sạch vết thương và da. Còn dung dịch 0,5% thì được bán dưới dạng nước súc miệng để trị viêm họng, nhưng nhà sản xuất cảnh báo mọi người không được uống nó. Gần đây thì nhà sản xuất lại cảnh báo thêm rằng người tiêu dùng không nên sử dụng betadine để điều trị COVID-19 hoặc dựa vào nó như là một hình thức điều trị chính thức và thông báo mới nhất trên trang web của nhà sản xuất có thông báo rõ rằng các sản phẩm sơ cứu bằng thuốc sát trùng Betadine chưa được chấp thuận để điều trị coronavirus. Sản phẩm này chỉ nên được sử dụng để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng ở các vết thương nhỏ, vết xước và vết bỏng. Các sản phẩm thuốc sát trùng Betadine đã không được chứng minh là có hiệu quả để điều trị hoặc phòng ngừa COVID-19 hoặc bất kỳ loại virus nào khác và tùy thuộc vào loại vitamin mà một người uống vào thì kính thưa quý vị những tác dụng phụ của nó rất nguy hiểm nó bao gồm cả đau dạ dày bị buồn nôn ói mửa tiêu chảy sốt và khát nước nhiều không thể đi tiểu hoặc là bị tiêu chảy bị nôn mửa và cháy bỏng đường tiêu hóa của một con người bình thường và kính thưa quý vị một tin vui trong đại dịch này đó là một công ty MAC, đã tung ra một loại viên thuốc COVID-19 nhưng mà vẫn chưa được FDA chấp nhận. Nhưng mà với cái tình hình này đó thì một cách điều trị mới trong đại dịch COVID-19 họ chỉ là mới ra mắt sau một số thử nghiệm thì công ty MAC và Richback Biotherapeutics cho biết kết quả của họ hiện nay vẫn chưa được đánh giá tương đương với vaccine điều trị covid 19 và chỉ có thể là mang đến cái cái giúp đỡ khi mà hạ cái 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 sự đề lây nhiễm và chúng ta không thể phải, không cần phải vào bệnh viện giống như là loại thuốc trị bệnh cúm hàng năm và có thể tránh được tử vong phần nào thôi nhưng mà thực chất thì vaccine là cái điều cần thiết và quan trọng nhất bởi vì cái loại thuốc viên uống nó vẫn chưa thể được xem là một cách điều trị hữu hiệu nhất để chống lại coronavirus. Và nếu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp trong thời gian sắp tới thì loại thuốc viên này sẽ trở thành loại thuốc uống đầu tiên chống lại sự lây nhiễm virus cho COVID-19. Và nếu kết quả phù hợp với sự giám sát của khoa học thì đây thực sự là một tin vui rất lớn. Những viên thuốc hiệu quả này được cung cấp cho bệnh nhân ngoại trú có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với một số nhóm riêng biệt. Đối với những người bị bệnh nhẹ, có thể ngăn chặn sự tiến triển thành bệnh nặng hơn, hoặc thậm chí giảm sự đe dọa đến tính mạng và không phải vào bệnh viện. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, một vấn đề lớn nhất đó là khi dùng quá nhiều thuốc viện uh, viên mà trị COVID-19 này đó, chắc chắn nó sẽ không thể nào giúp người uống nó được miễn dịch hoàn toàn cả mà phải chích vaccine. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên. Liệu đảng Dân Chủ có thể biến đổi nước Mỹ tốt hơn về lần bỏ phiếu này hay không? Trong một tuyên bố, đảng Dân Chủ tiểu bang Arizona đã cảnh báo bản thân bà Kirsten Sinema cũng như đảng Dân Chủ tại Hạ Viện và Thượng Viện rằng thất bại của lần bỏ phiếu cho hai dự luật của vị tổng thống đảng Dân Chủ này sẽ gián tiếp đưa đến thất bại của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Đó là những lời cảnh báo. từ nghị sĩ Kristen Sinema, bà đã phản đối đảng Dân Chủ tại Hạ Viện vào thứ Bảy vì đã trì hoãn một cuộc bỏ phiếu về dự lực cơ sở hạ tầng lưỡng đảng và gọi quyết định này là không thể biện minh được và vô cùng đáng thất vọng. Bà cũng lên tiếng cảnh báo rằng việc trì hoãn cuộc bỏ phiếu chỉ làm giảm lòng tin trong nội bộ đảng của bà. Nhưng bà lại không đá động gì đến lý do mà bà lại không ủng hộ cho gối dự luật ngân sách 3.500 tỷ Mỹ Kim. Và trong một tuyên bố, thì đảng viên đảng Dân Chủ Arizona đã nói rằng các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ đã đưa ra những lời hứa mâu thuẫn mà tất cả đều không thể giữ được. Và đôi khi, họ giả vờ rằng những khác biệt về quan điểm trong đảng của chúng tôi không hề tồn tại, ngay cả khi những bất đồng đó nhiều lần được làm rõ một cách trực tiếp và công khai. Kính thưa quý khách tên giả, với những tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đình hoãn một cuộc bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng mà bà Kirsten Sinema đóng vai trò chính trong sự đàm phán và trước sự phản đối từ những người tiến bộ trong đảng Dân Chủ tại Hạ viện, thì những người đã thề rằng sẽ không thông qua dự luật nào nếu không có kế hoạch chi tiêu xã hội 3.500 tỷ Mỹ kim của đảng dân chủ được thông qua. Và một thực tế đáng thất vọng trong tuần này, thưa quý vị, đó là các nhà lãnh đạo của tòa bạch ốc và cả đảng dân chủ đều đã không đạt được một thỏa thuận nào với Keystone Cinema và Joe Manchin. Đảng dân chủ đang trở nên rối loạn. Xếp hạng từ công chúng Mỹ với công việc của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang giảm xuống mức thấp mới. Và chương trình nghị sự kinh tế mở rộng của ông đang bị đình trệ trên đồi Capitol. Sự phản đối từ những người tiến bộ đã buộc các nhà lãnh đạo Hạ viện phải hủy bỏ một cuộc bỏ phiếu theo kế hoạch hôm thứ Năm về thành công của lưỡng đảng duy nhất của Tổng thống tại Thương viện. Đó là dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ bí Kim. Và thất bại đó có nguy cơ khiến cách cánh tham chiến của đảng Dân Chủ ngày càng sang nhau hơn. Với một mùa Halloween sắp tới, thưa quý vị, có thể Tổng thống Joe Biden, ông sẽ phải đối mặt với một vụ vỡ nợ lần đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu Halloween đang có vẻ tồi tệ nhất đối với đảng Dân Chủ, thì lễ Giáng sinh có thể mang lại nhiều hy vọng hơn nhưng hậu quả của việc trì hoãn một cuộc bỏ phiếu đó là những tương lai u ám cho toàn bộ đảng dân chủ tại quốc hội có thể đây sẽ là một chiến thắng bất ngờ cho một đảng cộng hòa hay chăng không cần ra trận để chiến đấu và cũng không cần gian lận để chiếm đoạt nhưng vẫn có được chiến thắng lớn mang về và điều nguy hiểm nhất mà đảng dân chủ nhìn thấy trước mắt đó là với hai thành viên ngoại đạo Joe Manchin và Kirsten Cinema họ có thể vô hiệu hóa hoàn toàn thế đa số tại thượng viện của Đảng dân chủ. Một đảng dân chủ hiện nay thực chất là đã giành được quyền kiểm soát tại thượng viện chỉ dựa trên một lá phiếu quyết định duy nhất của Phó tổng thống Kamala Harris. Đây là thế đa số mỏng manh và hiếm hoi và không hoàn toàn mang tính áp đảo của một thế đa số thực sự có ý nghĩa. Kính thưa quý vị, Joe Manchin, người đã giành được ghế của mình. Sau khi phản đối một số đề xuất của đảng Dân Chủ nhằm chống lại một dự luật biến đổi khí hậu năm 2010 của cựu Tổng thống Barack Obama, còn Kirsten Sinema thì đã từng phản đối việc tăng thuế đối với những người giàu có và các công ty lớn. Nếu đảng Dân Chủ bị trừng phạt trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, thì Joe Manchin và kirsten cinema sẽ là những tội nhân bị gán cho những tội cao nhất như thọc gậy bánh xe ngán đường cản trở gây mất đoàn kết đó là những tội mà đúng ra là những thành viên đảng cộng hòa mới phải là những người nhận nó nhưng giờ đây đã có hai thành viên của đảng dân chủ đứng ra lãnh nhận tội thay cho họ chúng ta quay trở lại qua một vài bản tin thế giới ngắn kính thưa quý vị. Đó là tin quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Fumio Kishida làm tân thủ tướng của nước Nhật kể từ hôm nay. Ngày 4 tháng 10, quốc hội Nhật Bản đã họp phiên bất thường và bầu chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do NDP Fumio Kishida làm thủ tướng mới của nước này. Kyodo News đã dẫn kết quả trực tiếp cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Nhật Bản xác nhận ông Fumio Kishida đã đưa các nghị sĩ bầu làm thủ tướng tiếp theo của nước này trong hôm nay. Trước đó, vào sáng cùng ngày, thì nội các của thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã đồng loạt từ chức và mở đường cho quốc hội Nhật Bản bầu chọn thủ tướng thứ 100 của xứ sở mặt trời mọc. Việc chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do NDP, ông đã từng là cựu ngoại trưởng Fumio Kishida, được bầu làm thủ tướng Nhật Bản là một kết quả đã được dự đoán báo trước do đảng ndp hiện nay đang là đảng cầm quyền và liên minh cầm quyền đang chiếm đa số ở cả hai viện trong quốc hội của nước này theo kế hoạch thủ tướng fumio kishida sẽ công bố thành phần nội các mới và chính thức tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức ở hoàng cung hãng tin kyodo cho biết rằng trong nội các mới Thủ tướng Kishida dự kiến giữ nguyên ông Toshimitsu Motegi ở vị trí ngoại trưởng. Thủ tướng Kishida năm nay 64 tuổi, sinh ra ở tỉnh Hiroshima, trong một gia đình có truyền thống chính trị. Cha và ông nội đều từng là những nghị sĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học Waseda năm 1982, ông Kishida đã làm việc tại một ngân hàng tín dụng và sau đó làm thư ký cho một nghị sĩ quốc hội từ năm 1987, năm 1993, lần đầu tiên ông được bầu vào Hạ viện và giai đoạn 1999 đến 2011 thì ông Kishida đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong nội các và đảng cầm quyền. Trong đó có vị trí quốc vụ khanh phụ trách Okinawa và vùng lãnh thổ phương Bắc vào năm 2007. Bộ trưởng phụ trách vấn đề tiêu dùng vào năm 2008 và Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc hội của NDP vào năm 2011. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng dưới thời chính quyền cựu Thủ tướng Shinzo Abe và giữ chức vụ này cho tới tháng 8 năm 2017. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị này, ông đã từng tới thăm Việt Nam vào cuối tháng 7 năm 2014 và ông cũng đã nắm cương vị quyền Bộ trưởng Quốc phòng trong khoảng thời gian ngắn từ cuối tháng 7 năm 2017 đến đầu tháng 8 năm 2017. Sau khi rời nội các năm 2017, thì ông Kishida có thời gian giữ chức chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách, tức là cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của đảng NDP. Về đối ngoại và an ninh, thì ông Kishida khẳng định coi quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ là nền tảng để đối phó với các thách thức cũng như trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi hợp tác với các quốc gia chia sẻ nhiều giá trị chung với Nhật Bản. Và ông bác bỏ các quan ngại rằng Mỹ và Trung Quốc có thể rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới. Riêng với Trung Quốc thì trong quan hệ với Trung Quốc, ông Kishida thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa hai nước, nhưng cũng khẳng định rằng Tokyo cần bảo vệ các nguyên tắc của mình. Kính thưa quý khán giả, chúng ta quay trở lại với chính trị Hoa Kỳ qua một bản tin, Đảng Cộng hòa Texas vừa thông qua một loạt các dự luật cực đoan. Bây giờ, họ sẽ dùng thế trận jury gerrymandering để tiếp tục nắm quyền. Kính thưa quý vị, trong những tuần gần đây, cơ quan lập pháp Texas do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một số chính sách không được lòng dân và gây chia rẽ nhất của đất nước này. Với một lệnh cấm phá thai, khi thai nhi được khoảng 6 tuần tuổi và tạo thành một phong trào cho những kẻ rỗi rảnh có thể săn tiền thưởng trong cộng đồng. Một quyết định cấm dạy học sinh về học thuyết phân biệt chủng tộc trong học đường và dự luật đàn áp cử tri sâu rộng nhắm vào các cộng đồng da màu. Khi tiểu bang Texas trở nên đa dạng hơn, đô thị và dân chủ hơn, thì các nhà lập pháp đã triệu tập lại ở Austin vào thứ Hai cho một phiên lập pháp đặc biệt khác để vẽ lại bản đồ phân chia lại mới cho một thập niên mới. Và họ sẽ tập trung quyền lực vào các tay các chính trị gia đại diện cho các khu vực bầu cử nông thôn ở xa hơn và có nhiều đảng viên cộng hòa hơn. Tiểu bang Texas có một lịch sử kinh hoàng khi nói đến việc tái phân chia khu vực kể từ khi tiểu bang này chịu sự điều khiển của đạo luật quyền bầu cử vào năm 1975. Các tòa án liên bang đã phản đối các bản đồ phân chia lại của các tiểu bang cứ qua mỗi thập niên vì phân biệt đối xử với cử tri da đen và gốc Latin. Trong chu kỳ tái phân chia khu vực bầu cử cuối cùng, thì đảng Cộng Hòa đã vượt qua một cách ngoạn mục để thống trị tiểu bang. Mặc dù 90% sự tăng trưởng bùng nổ của nó từ năm 2000 đến năm 2010 là đến từ các cộng đồng da màu. Nhưng điều trái ngược là ba trong số 4 ghế quốc hội đạt được do sự thay đổi nhân khẩu học này thì lại bầu lên các đảng viên Cộng Hòa da trắng. Kính thưa quý vị, mặc dù người gốc Latin chiếm 2 phần 3 mức tăng trưởng của tiểu bang Texas, nhưng số lượng các khu vực lập pháp và quốc hội có đa số người gốc Latin thì thực sự lại bị giảm đi. Đây là một ví dụ cụ thể và cực đoan nhất về sự phân biệt chủng tộc trong số tất cả các khu vực bầu cử được phân chia mới bởi các nhà lập pháp tiểu bang Texas trong năm nay. Đúng ra, thì với một tỷ lệ cân đối và công bằng tại tòa án tối cao, thì người dân Texas có thể tự tin cho rằng lịch sử của năm 2013 sẽ lặp lại vào năm 2021 khi mà tiểu bang Texas gặp sự phản đối của tòa án tối cao khi ra lệnh hủy bỏ đạo luật quyền bầu cử vào năm 2013. Khi đó thì các nhà lập pháp của tiểu bang Texas đã bị tòa án tối cao kết tội cố ý phân biệt chủng tộc trong chu kỳ phân chia khu vực bầu cử. Nhưng hiện nay thì sao? Kính thưa quý vị, với tỷ lệ 6-3 hiện nay trong tòa án tối cao với những phán quyết mang nặng tính đảng phái thì người dân tiểu bang Texas hầu như không còn hy vọng nào sẽ có được sự công bằng trong việc phân chia khu vực bầu cử. Mặc dù 95% sự gia tăng dân số của tiểu bang Texas đến từ các cộng đồng da màu trong một thập niên qua. Và người da trắng hiện là thiểu số trong tiểu bang. Nhưng 20 trong số 31 quận của Thượng viện vẫn có đại biểu là người da trắng. Và luật đàn áp cử tri được ban hành gần đây của tiểu bang Texas và các bản đồ được vẽ lại đi đôi với nhau. Và có chung mục tiêu là ngăn chặn việc thay đổi nhân khẩu học của tiểu bang dẫn đến sự níu kéo và gìn giữ quyền lực chính trị càng lâu càng tốt của đảng cộng hòa kính thưa quý vị tiểu bang texas ngày càng trở nên đa dạng hơn về chủng tộc và dân số đa dạng hơn về chủng tộc đó lại trẻ hơn và chủ yếu là người gốc latin và luật đàn áp cử tri này là một phản ứng và cố gắng ngăn cản sự đa dạng hóa của khu vực bầu cử texas như vậy tiểu bang texas họ đang cố gắng sử dụng việc tái phân chia khu vực bầu cử để ngăn cản quyền lực chính trị của người gốc Latin, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Á. Thưa quý vị, với đạo luật Freedom to Vote được giới thiệu bởi Thượng viện Đảng Dân Chủ vào tuần trước, sẽ cấm các loại gerrymandering, phân biệt chủng tộc và đảng phái được thúc đẩy bởi các nhà lập pháp cực đoan của Đảng Cộng Hòa Texas. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ chỉ còn được có vài tuần lễ thôi để vượt qua nó trước khi đảng Cộng Hòa ban hành bản đồ khu vực bầu cử mới. Và bất chấp sự phản đối kịch liệt hầu như của cả nước, các đảng viên Cộng Hòa Texas dường như không quan tâm đến phản ứng dữ dội ở tiểu bang nhà của họ. Đây là lý do tại sao, kính thưa quý vị. Vì với những dự luật đó, họ biết họ có thể chọn khu vực bầu cử của riêng họ sẽ đem đến lợi ích và chiến thắng cho đảng Cộng Hòa hơn là cử tri có quyền chọn họ. Và một bản tin thế giới, kính thưa quý vị, đó là tin rò rỉ hồ sơ Pandora. Phanh phu tài sản và giao dịch bí mật của hàng trăm yếu nhân trên toàn thế giới. Gần 3 terabyte dữ liệu trong 12 triệu tập tài liệu bị rò rỉ cho nhóm 600 nhà báo từ 150 hãng truyền thông ở 117 quốc gia. Và tập tài liệu có tên Hồ sơ Pandora theo đánh giá của gần 12 triệu hồ sơ thu được từ 14 công ty khác nhau trên toàn thế giới thì có hàng trăm nhà lãnh đạo thế giới, chính trị gia, quyền lực, tỷ phú, người nổi tiếng, các nhà lãnh đạo tôn giáo họ đã che giấu các khoản đầu tư của họ vào các dinh thự, du thuyền và các tài sản khác trong một phần tư thế kỷ qua. Đây là vụ đánh giá vụ rò rỉ hồ sơ lớn nhất trong lịch sử. Những tập tài liệu có tên là hồ sơ Pandora đã làm sáng tỏ các giao dịch bí mật của giới thượng lưu cũng như cách họ sử dụng các tài khoản nước ngoài để che giấu đi tài sản trị giá hàng ngàn tỷ mỹ kim của mình. Tập hồ sơ cũng vạch trần những công việc bí mật của 35 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả tổng thống, thủ tướng và nhiều nguyên thủ quốc gia đương nhiệm cũng như đã hết nhiệm kỳ. Hồ sơ cũng làm sáng tỏ nguồn tài chính bí mật của hơn 300 quan chức nhà nước khác và tướng lĩnh quân đội ở hơn 90 quốc gia. Hồ sơ được đánh giá là có thể gây ra những xáo trộn chính trị cho hai nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu. Và hồ sơ Pandora cũng sẽ khiến cho Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể phải bối rối khi cam kết dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm đem lại sự minh bạch cho hệ thống tài chính toàn cầu. Đó là có nhiều chi tiết. Chỉ ra rằng nước Mỹ hiện đang là một thiên đường trốn thuế hàng đầu trên thế giới và điển hình là bang South Dakota, đang che giấu hàng tỷ Mỹ Kim, tiền của cải liên quan đến các cá nhân, đã từng bị cáo buộc phạm các tội nghiêm trọng về tài chính. Và vấn đề này cũng trải dài từ châu Phi đến châu Mỹ Latin cũng như châu Á, và có khả năng nó đặt ra những câu hỏi khó cho giới chính trị gia trên toàn thế giới. Và trước khi bước vào bài bình luận chánh trong chương trình hôm nay, thì một có một cái tin vui Kính thưa quý vị, đọc mà vui, đó là tin về một ứng viên muốn ra tranh cử cái ghế tổng thống của Hàn Quốc là một người tự nhận có một cái sức mạnh siêu nhiên của Thượng Đế ban cho và có chỉ số IQ đến con số là 430. Cứ thế nào? Ông này tự nhận là một người có sức mạnh siêu nhiên và chỉ số IQ rất cao. Đây là con số 430 được cho là tương đối cao. Ông này có nước da trắng trẻo và có mái tóc chảy chuốt hoàn hảo. Rất là khéo giống như là Donald Trump. Luôn chạy tóc rất là khéo. Ông ta là một người đàn ông ở cái tuổi 71. Có cái tên Heo Kyung Young. Đang trở thành chủ đề sôi nổi tại đất nước Hàn Quốc. Ông này muốn ra tranh cử vị trí tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc. Và ông ta tự nhận ông là người có khả năng chữa bá bệnh và truyền năng lượng chỉ qua giao tiếp bằng mắt. Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2022. Và đây sẽ là lần thứ ba mà ông Heo Kyung Jong ra ứng cử vị trí này. Ông này không nằm trong số những ứng cử viên được dự đoán là có thể sẽ thắng cử với xác suất cao không nhưng ông được coi là một trong những người tạo ra giá trị giải trí lớn nhất và đưa ra những tuyên bố gây chú ý cả trên mạng xã hội và báo chí chính thống của đất nước Hàn Quốc. Trong số 33 cam kết của ông, thì có cam kết là ông sẽ khiến cho đại biểu quốc hội sẽ thành công trong việc không được nhận lương. Có nghĩa là đi ra làm nghị sĩ thì sẽ không phải nhận động lương nào hết, mà phải bỏ tiền túi ra. Và ông cũng tuyên bố là ông sẽ giảm số ghế đại diện trong cơ quan lập pháp quốc gia từ 300 ghế nghị sĩ dân biểu xuống còn 100. Và ở một đất nước, kính thưa quý vị, mà dư luận hiện nay, họ đã quá ngán ngẩm với các chính trị gia. Nhất là sau khi bà cựu tổng thống Park geun hee đã bị kết án 25 năm tù vì tội tham nhũng, thì không phải tất cả những cam kết của ông Heo Kyung dong đều dễ bị phủ nhận. Có nghĩa là cũng có nhiều người ủng hộ ông này về những cái chính sách, những cái cam kết mà ông đưa ra khi tranh cử. Dù ông Heo Kyung Young có nhiều đặc điểm kỳ quặc tương tự như Donald Trump, nhưng mà một số người coi ông ta như là một cứu tinh của tầng lớp lao động ở một đất nước mà nhà ở đã trở thành một thứ xa tập tay với của đa số người dân vì giá cả tăng quá cao. Và trong bối cảnh đó, thì một số người coi ông Heo Kyung Young như là một trong số ít chính trị gia sẵn sàng đứng lên vì những người nghèo và những người yếu thế những người lao động thưa quý vị chúng ta đã từng biết một donald trump của nước mỹ cũng từng có những lời kêu gọi những lời hô hào tương tự như vậy là sẽ chiến đấu vì người lao động những người yếu thế trong xã hội và sẽ dẹp tan đầm lầy tại washington nhưng khi lên làm tổng thống rồi thì Trump lại làm ngược lại tất cả mọi điều đã hứa. Và hy vọng rằng, với những người dân Hàn Quốc, hãy đừng vì những lời đường mật, những lời hô hào kêu gọi của một anh hề heo kiôn Jong mà sẽ đẩy đất nước Hàn Quốc vào sự chia rẽ hỗn loạn như tại nước Mỹ. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận chánh trong chương trình hôm nay. Đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị cho một cuộc nội chiến. Kính thưa quý vị, những người cánh hữu cực đoan và những thành phần chủ chốt trong nhóm thuyết âm mưu QAnon đang cố tạo nên một nhận thức mới trong nhóm những người ủng hộ Trump và đảng Cộng Hòa và khiến cho những người này tin rằng đất nước này thực sự đã và đang tách ra thành hai nước Mỹ riêng biệt. Một chính phủ công khai nhưng tạm thời của vị tổng thống thứ 46 và một chính phủ ngầm đang chờ thời cơ để công khai hoạt động trở lại một cách chính thức của vị tổng thống thứ 45. Và họ đang xây dựng một niềm tin cho những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Với một video gây ấn tượng mạnh, với những thành phần cực đoan cánh hữu, khi họ trình chiếu những hình ảnh các tài liệu thành lập của nước Mỹ hiện trên màn hình, những trang đại bác và lá cờ Mỹ tung bay trong gió. Một chiếc bục để phát biểu dành cho vị tổng thống sẽ đứng đó để phát biểu. Với biểu tượng của vị tổng tư lệnh tối cao đặt ở phía trước những nơi đặt bục phát biểu đó. Nhưng vấn đề là bục phát biểu đó của vị tổng thống lại không nằm trong tòa Bạch ốc mà nằm đặt ở ngoài trời trong vườn của khu biệt thự sang trọng tại Mar-a-Lago với những tiếng vỗ tay và người đông chen chúc nhau nhưng nơi bục phát biểu thì lại không có ai đứng đó cả để tạo sự hiếu kỳ bí mật cho những điều sẽ được bật mí trong tương lai kích thưa quý khán tin giả những kẻ tạo nên thuyết âm mưu đến với những người mỹ ủng hộ đảng cộng hòa ủng hộ trump họ tin rằng nước mỹ thực sự đã trở thành hai quốc gia khác nhau về cơ bản với hiến pháp khác nhau thành phần chính phủ khác nhau quân đội khác nhau và dĩ nhiên vị tổng thống cũng khác nhau với hai từ nội chiến kính thưa quý vị hai chữ này thật là khủng khiếp như khơi gợi lại một ký ức đau buồn của người Mỹ với cuộc nội chiến Bắc Nam diễn ra tại Hoa Kỳ từ năm 1861 đến năm 1000. 1865. Giữa liên bang miền Bắc với liên minh miền Nam, sau khi ông Abraham Lincoln đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1860, có 11 tiểu bang ủng hộ chế độ nô lệ miền Nam đã tuyên bố ly khai khỏi Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam. Còn 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ liên bang miền Bắc. Và đây là cuộc chiến tranh đậm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Dẫn đến cái chết của khoảng 750.000 binh sĩ và một số lượng thương vong dân sự không xác định. Ước tính số người chết trong cuộc nội chiến chiếm 10% toàn bộ số nam giới miền Bắc từ 20 đến 45 tuổi và 30% đàn ông da trắng miền Nam trong độ tuổi từ 18 đến 40. Như vậy kính thưa quý vị, đối với cuộc phân tranh Nam Bắc chủ yếu diễn ra tại các tiểu bang phía Nam và kéo dài 4 năm và nó chỉ chấm dứt khi quân miền Nam đầu hàng năm 1865. Và chế độ nô lệ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc nội chiến này thì một số vấn đề đã được giải quyết trong thời kỳ tái thiết sau đó. Nhưng một số vấn đề quan trọng khác thì lại vẫn còn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay sau chiến thắng. Chính phủ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bắt buộc phải đối xử mạnh tay với những người còn ngoan cố chống đối trong quân đội miền Nam để bảo đảm dập tắt mầm móng ly khai. Và tất cả binh sĩ của quân đội miền Nam đều bị giam giữ trong khoảng 2 đến 4 năm cho tới khi một đạo luật ân xá được thông qua vào tháng 5 năm 1866. Và phải thêm 6 năm sau đó nữa thì những người lính miền Nam mới được trao lại quyền công dân theo đạo luật ân xá năm 1872. Tuy nhiên, luật ân xá này lại không được áp dụng với 500 chỉ huy quân sự cao cấp của Liên minh miền Nam. Nhưng vấn đề không hẳn nằm chấm dứt ở đây, thưa quý vị. Khi các lực lượng tàn quân của Liên minh miền Nam, những kẻ không chấp nhận thất bại và quyết tâm trả thù thì họ tổ chức ám sát các quan chức cấp cao trong liên bang miền Bắc để trả thù và mở màn với sự kiện Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát ngày 14 tháng 4 năm 1865. Và tiếp đó là sự ra đời của tổ chức cực đoan KKK vào 24 tây tháng 12 năm 1865. Đó là một tổ chức chuyên khủng bố người da đen và cả một số người da trắng chống chế độ nô lệ. Thưa quý vị, cuộc chiến tranh đậm máu kéo dài 4 năm đã dẫn tới thành quả là người da đen thoát được kiếp nô lệ. Đây được mô tả là một thành quả to lớn nhất của cuộc chiến quyền bầu cử dành cho người da đen và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử được công nhận. Tuy nhiên, những người da đen ở miền Nam họ vẫn không được trao quyền bình đẳng như là người da trắng và chính phủ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ khi đó đã thất bại trong việc trấn áp tàn quân của phe liên minh miền Nam dù đã thống nhất toàn viện đất nước. Và trong 25 năm sau đó, nhiều tiểu bang ở miền Nam đã đưa ra rất nhiều các đạo luật mang nặng sự phân biệt chủng tộc và quân đội liên bang thậm chí đã không thể nào có thể bảo vệ được những người da đen trước bạo lực và đe dọa từ các nhóm người da trắng cực đoan tại các tiểu bang miền Nam. Kính thưa quý vị, phải tới 100 năm sau, nước Mỹ mới chính thức bãi bỏ được các điều luật mang tính phân biệt chủng tộc chống người da dạ đen và có được một tổng thống xuất thân từ miền Nam là ông Lyndon Johnson nắm quyền điều hành đất nước từ năm 1963 đến năm 1969 Kính thưa quý vị tôi nhắc lại cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ để chúng ta nhớ lại và biết rằng hậu quả bởi một cuộc nội chiến trong cùng một đất nước sẽ đem lại hậu quả còn tồi tệ gấp mấy lần. Một cuộc chiến tranh giữa một nước Mỹ đoàn kết và một quốc gia kẻ thù. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Khi toàn thể người nô lệ da đen tại các tiểu bang miền Nam, khi họ được trả tự do vào mùa xuân năm 1865, khi đó có khoảng 4 triệu người nô lệ được phóng thích. Và ngày nay người ta vẫn còn tranh cãi về nguyên nhân và tên gọi của cuộc chiến đẫm máu này nạn kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục kéo dài. Người da đen vẫn phải sống trong nghèo túng, thất học và bị coi là công dân hạng hai. Bây giờ điểm lại hậu quả của một cuộc chiến tranh, một cuộc nội chiến với khoảng 790.000 bị tử thương, gần 3% tổng số dân Mỹ khi đó với con số khoảng 30 triệu người của toàn đất nước. Trong số gần 1 triệu người chết, có 620.000 là binh sĩ chết trận hay vì bệnh tật. Số binh sĩ tử trận trong nội chiến Hoa Kỳ cao hơn tổng số lính chết trong các cuộc chiến khác của Hoa Kỳ tính đến ngày này. Còn về chiến phí kính thưa quý vị, Liên minh miền Nam đã tiêu tốn 23 tỷ Mỹ kim. Còn chính phủ liên bang miền Bắc tiêu tốn 68 tỷ Mỹ kim. Đó là tính theo thời giá năm 2020. Như vậy, tổng cộng nước Mỹ đã tiêu tốn gần 100 tỷ Mỹ Kim cho cuộc nội chiến đó. Và chiến phí này chỉ bao gồm chi phí trực tiếp cho quân đội, chưa bao gồm tổn thất về kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng do chiến tranh gây ra. Và để điểm lại tốn phí, cũng như hậu quả cho một cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ cách đây 160 năm. Để chúng ta có thể hình dung được về một hậu quả khủng khiếp từ cuộc nội chiến tương tàn ngày nay nếu nó xảy ra. Khi mà chúng ta đang sống trong thời đại vũ khí tối tân, súng ống tràn lan, công nghệ hiện đại và truyền thông nhanh chóng, máy bay tàu chiến với sức tàn phá khủng khiếp và viễn cảnh hai phần của bị chia cắt của đất nước này đều có vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, thật sự khủng khiếp khi chúng ta liên tưởng từ hậu quả của một cuộc nội chiến cách đây gần hai thế kỷ. Và mọi người Mỹ đều muốn cố gắng tránh bằng được một cuộc nội chiến không thể để nó xảy ra trong ngày này. Nhưng mà chỉ có một số người Mỹ tôn thờ chủ nghĩa cực đoan trong đảng Cộng Hòa và nhóm thuyết âm mưu QAnon. Những người này họ không có trong đầu những suy nghĩ tích cực về một tương lai tốt đẹp của một đất nước đang sống trong hòa bình họ vẫn sai mê với một viễn cảnh sẽ có hai nước Mỹ Bắc Nam với hai tổng thống, hai nước Mỹ, hai quân đội để họ có thể định hình lại một hệ thống chính trị mới với một tên độc tài và một chế độ quân chủ chuyên quyền. Kính thưa quý khán thính giả, trong một đất nước, nếu có hai nhóm người Mỹ có những suy nghĩ và nhận thức khác nhau về nhiều lĩnh vực trong đời sống, chính kiến niềm tin và nguyên tắc của nền sáng lập nước mỹ thì cả hai nhóm người mỹ này sẽ không đồng ý với các nguyên tắc và kết luận về mục đích của nền chính trị trong cùng một đất nước và nếu họ khác nhau về những điều cơ bản đó họ có còn là hai người mỹ có thể cùng sống chung trong một đất nước hay không trong thời điểm hiện nay có một số khá đông người mỹ có quan niệm cho rằng một nửa dân số người mỹ không thực sự là những người mỹ chính thống cả về màu da hình thể bên ngoài và cả ngôn ngữ chủ nghĩa mỹ là gì thưa quý vị thực sự là niềm tin vào các nguyên tắc của nền sáng lập nước mỹ dù họ vẫn không thể đồng ý với nhau với các nguyên tắc và kết luận về mục đích chính trị nhưng nếu họ khác nhau nhận thức và niềm tin về những nguyên tắc cơ bản đó thì họ đúng là hai người Mỹ khác nhau. Nhưng trong thời đại hiện tại này của thế kỷ 21, tôi nghĩ người Mỹ bây giờ chia rẽ nhiều hơn so với thế kỷ 18, thời mà cuộc nội chiến miền Nam xảy ra. Ông Abraham Lincoln đã từng nói rằng, tất cả chúng ta đều cầu nguyện cùng một Chúa. Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào cùng một bản hiến pháp nhưng chúng ta chỉ khác nhau về vấn đề nô lệ và phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, có nhiều người Mỹ hiện nay đang nghĩ rằng đất nước này đang có hai thực thể, hai chính phủ cùng hoạt động song song và có quyền hành tương đương ở một số tiểu bang khác nhau. Và mục tiêu quan trọng nhất hiện nay, theo tôi nghĩ, không phải là cần phải nhuộm đỏ cả đất nước này với một màu đỏ của một đảng cộng hòa hay là nhuộm xanh một màu xanh của đảng dân chủ cho toàn bộ 50 tiểu bang này không cần mà cái cần là khôi phục tính uy nghiêm của bản hiến pháp đã bị xem thường bấy lâu nay nói một cách đơn giản hơn đó là hãy để yên những nơi chốn có màu đỏ của một nước Mỹ và những nơi chốn có màu xanh của một nước Mỹ. Hãy để yên chúng như vậy. Vì ở bất cứ tiểu bang nào, vẫn có những đảng viên đảng Dân Chủ và có những đảng viên những Cộng Hòa. Họ đang sống và làm việc với nhau. Mà điều người Mỹ chân chính cần làm là phải khôi phục một chủ nghĩa liên bang mạnh mẽ. Một hiến pháp mà tất cả 50 tiểu bang có nhiệm vụ phải tuân theo. và để kết thúc bài bình luận của hôm nay. Theo quý vị tín giả, chính người mười ý, quý vị có tin rằng nước Mỹ sẽ có được một tương lai tốt đẹp, ôn hòa, từ mọi phía, hiến pháp được tôn trọng và một nền dân chủ ổn định? Hay nước Mỹ sẽ bị dẫn đến một cuộc xung đột với bạo lực? Thưa quý vị, cuộc chiến ý thức hệ giữa người Mỹ với nhau đã và đang xảy ra đó phải là điều mà người mỹ cố gắng tránh gần như bằng mọi giá và một số không nhỏ người mỹ họ đang cảm thấy lo lắng về một cuộc xung đột như vậy có thể xảy ra một cuộc nội chiến của một nước mỹ trong vị thế cường quốc đứng đầu thế giới với vũ khí tối tân với quân đội hùng mạnh và có cả vũ khí hạt nhân thì thưa quý vị nếu để nội chiến xảy ra. Đó sẽ là một cái giá phải trả vô cùng lớn. Lớn hơn hàng chục hay hàng trăm lần cuộc chiến tranh vô nghĩa đã kéo dài 20 năm tại Afghanistan. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán tính giả và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và bình an. Và xin hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.